chân giữa. Em làm gì? Đây đây, để em gọi nhắn số của lái xe cho nhé. Ấn giữ không phải mấy giây thôi, đừng ấn lâu mấy giây là thành reset lại cái cửa, lại trở về khôi phục thời đại. Ấn tiêu tiếp cái anh bỏ ra luôn. Rồi. Cứ kêu tiếp cái đi rồi. Anh gần đi. Okay.